Ơi. Đề bài cho nè, cho viết phương trình tiếp tiếp tuyến của cái đường cong C y bằng trừ 1 phần 4 x mũ 4 cộng 3 x bình trừ 2 tại giao điểm M nha các bạn, thuộc vào giao điểm của đường cong C với trục OY, trục tung đó các bạn. Thì nhớ trục tung thì cái gì bằng không à, x bằng bằng không. Trục OX thì y bằng bằng 0. Thì các bạn nhớ phương trình tiếp tuyến tại điểm x0, y0 sẽ có công thức y bằng f phẩy x0 x trừ x0 cộng y y0. Vậy mình phải có đạo hàm tại x0 nè, và x0 nè, và y0 nè, được chưa? Rồi bắt đầu mình giải nè, giải. Thứ nhất các bạn tính đạo hàm giúp lợ cấp 1 giúp lợ. Rồi, tính đạo hàm của lợ giúp lợ nha mọi người thì sẽ ra là gì à? Trừ 1/4 nhân hạ nè, trừ hạ trừ tiếp hạ trừ, được chưa? Rút rút. Vậy là ra trừ x mũ 3 cộng 6x. Sau đó các bạn gọi m có tọa độ x0, y0 là tiếp tiếp điểm. M có phải là x0, y0 thuộc vào gì à? Thuộc vào đường cong C và OY. Thì từ đây suy ra x0 bằng thuộc OY nè, thì x0 bằng bằng 0. Và tiếp tục M, x0 các bạn thay bằng số số 0, y0 viết lại cũng thuộc vào đường cong cong C. Vậy suy ra chỗ nào có x các bạn thay bằng số số 0, vậy y0 bằng trừ 1/4 nhân 0 mũ 4 cộng 3 nhân 0 bình trừ 2, vậy y0 bằng trừ 2. Có x0, có y0, vậy mình sẽ có điểm m là 0 trừ 2. Sau đó các bạn tính giúp lợ y phẩy của x0 là 0 nè, chỗ nào có x các bạn thay bằng số 0 vào, trừ 0 mũ 3 cộng 6 nhân 0 bằng bằng 0. Sau đó các bạn viết phương trình tiếp tuyến tại tại m có tọa độ 0 trừ 2. Thì các bạn nhớ là công thức nè, y bằng f phẩy x0 x trừ x0 cộng y0. Đó, vậy bằng tương đương y bằng trừ 2. Và các bạn chọn đáp đáp án nha mọi người.